Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 31 tây của tháng 8 của năm 2020 và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên là Tuấn có vài cái tin tức để cập nhật cho quý vị, rồi sau đó cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2020 và cái số điện thoại để cho quý vị có thể gọi vào cho chương trình ngày hôm nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Đó là vừa qua đài truyền hình của VietTV 51.5 tại khu vực Houston và cùng một lúc qua VietRadio 1560 AM. Đó là tại Houston, quý vị có thể lắng nghe chương trình hoặc là đón xem chương trình. Nhưng mà cho dù lắng nghe hoặc là đón xem, cái số điện thoại cũng là một số toll free 844-858-7000. Ngoài thành phố Houston thì chương trình cũng có thể chiếu cho quý vị qua đài truyền hình 55.5 tại khu vực Dallas, VietTV trên DirecTV, VietTV Online và VietTV trên Facebook. Thưa quý vị, thứ hai tuần sau là ngày lễ lao động Labor Day, đó là ngày 7 tây tháng 9. Và vào những cái ngày lễ thì chương trình không có trực tiếp cho quý vị. Thì ngày thứ hai tuần sau là chương trình chiếu lại của cái chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày 31 tây của tháng 8 của năm 2020. Thưa quý vị, có vài cái tin tức để Tuấn cập nhật cho quý vị. Rồi sau đó thì Tuấn sẽ tiếp đón cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị qua điện thoại. Một cái tin tức tốt là Sở Di trú đã cho biết rằng người ta không có cái ý định nữa. Người ta không có ý định tạm thời cho nhân viên nghỉ nữa. Cho nên Sở Di trú hủy bỏ cái ý định hoặc là cái kế hoạch để cho một số nhân viên nghỉ việc, tại người ta sợ không có đủ cái ngân sách để cho những cái chi phí của văn phòng của Sở Di trú và nhập tịch. Cho nên Sở Di trú thông báo tuần vừa qua là người ta đã có đủ cái ngân sách để từ đây cho tới cuối năm. Cho nên người ta không có cái ý định furlough, nghĩa là không có cái ý định tạm thời cho nhân viên nghỉ việc nữa. Tại người ta đủ cái ngân sách cho từ đây tới cuối năm. Thì cái đó là cái tin tức mới nhất. Cái tin tức thứ nhì thì nó liên quan tới cái cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì cái cơ quan ICE là một trong 22 cái cơ quan dưới Bộ Nội an, mà nó cũng là một trong ba cái cơ quan liên quan tới mặt luật di trú và nhập tịch. Cơ quan ICE là Immigration and Customs Enforcement, là một cái chi nhánh trước đây của Sở Di trú, nhưng mà sau cái 911 thì Sở Di trú nó tách ra thành ba chi nhánh. CBP là Hải quan và Bảo vệ biên giới, Sở Di trú và Nhập tịch là USCIS và cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch đó là ICE. Thì tuần vừa rồi thì chúng ta có luật sư Tony Phạm được chỉ định rằng là tạm thời giám đốc của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch thôi. Cho nên luật sư Tony Phạm hiện tại bây giờ là luật sư của cơ quan thi hành mặt luật di trú sẽ lên chức với phương cách là tạm thời giám đốc của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch thôi. Đây là một việc rất là khó, especially trong cái thời điểm này, và cái chính trị của nó rất là khó khăn luôn. Nhưng mà rất là tốt và rất là hân hạnh có một người Việt mà đại diện cho một cái cơ quan của nhà nước, và một cái chức này là lớn nha, chứ không phải là nhỏ. Đây là một người lãnh đạo một cái văn phòng rất là nhiều nhân viên, mà đây là một cái việc làm mà quan trọng cho an ninh quốc phòng của nước Hoa Kỳ. Cho nên anh ta sẽ là tạm thời giám đốc của cơ quan thi hành mặt luật di trú từ đây cho tới cuối năm, hoặc là nếu mà chính thức luôn thì quốc hội phải xác định cái chỉ định này của Tổng thống Donald Trump. Đó là vài cái tin tức Tuấn có cho quý vị. Và một cái tin tức cuối cùng Tuấn quên là nhớ là chúng ta đang có cái lệ phí của Sở Di trú sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 2 tây tháng 10.
ngày mùng 2 tây tháng 10 thì cái lệ phí của sở di trú sẽ bắt đầu thay đổi. Đây là những cái lệ phí mà quý vị nộp cho sở di trú, là cái tiền dịch vụ của sở di trú để giải quyết cái hồ sơ của quý vị. Và từ những cái tiền này thì người ta có cái ngân sách để cho mướn nhân viên, để cho những cái chi phí của cái văn phòng của sở di trú và nhập tịch. Cho nên bắt đầu ngày mùng 2 tây tháng 10, tất cả những cái lệ phí mà nộp cho sở di trú để cho sở di trú giải quyết hồ sơ của quý vị thì nó sẽ thay đổi hết. Đa số thì cái lệ phí nó sẽ tăng cường lên. Tăng cường nhiều nhất là cái hồ sơ xin nhập vào quốc tịch N400. N400 sẽ lên từ 725 đô cho tới 1.200 đô. Cho nên nếu mà quý vị nào đủ điều kiện và biết tiếng Anh, hoặc là trong cái tình trạng miễn thi tiếng Anh, thì nên nộp cái hồ sơ xin nhập vào quốc tịch trước ngày 2 tây tháng 10. Nó save gần hơn 500 mấy chục đồng lận. Bây giờ Tuấn xin mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Nhắc nhở quý vị rằng là khi gọi vào cho chương trình, cố gắng nói chuyện qua điện thoại thôi, chứ không phải là qua TV, qua điện thoại. Nó là trực tiếp qua điện thoại. Vặn nhỏ cái volume của cái TV hoặc là cái radio, đi thẳng vào cái chi tiết của cái câu hỏi của quý vị. Câu hỏi của quý vị càng chính xác thì Tuấn sẽ cố gắng hết mình trả lời chính xác cho quý vị. Và cuối cùng nhắc nhở quý vị rằng là cái chương trình luật di trú và nhập tịch là một cái chương trình để cập nhật tin tức liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch cho quý vị. Chứ nó không bao giờ thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với trực tiếp luật sư quý vị. Tuấn luôn luôn khuyến khích quý vị trực tiếp tham khảo luật sư quý vị. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là chị Thân tại thành phố Houston, Texas. Xin mời chị Thân lên tiếng đi ạ. Xin mời chị Thân ở Houston lên tiếng đi ạ. Ok, chị Thân tắt TV đi, tắt radio đi và nói chuyện trực tiếp qua điện thoại đi chị Thân. Mời chị lên tiếng. Em hỏi sư là má em có tờ giấy mà đi Việt Nam 2 năm đó, nhưng mà đã tháng 9 hết hạn, nhưng mà tại vì mua vé máy bay nó cứ đổi hoài, nó không có qua được đó. Nếu mà mình trễ quá 2 năm có xa không được sao? Dạ vâng. Ngoài câu hỏi này chị còn câu hỏi gì nữa không? Dạ, với lại em muốn hỏi là em đã lãnh anh chị em 2007 tháng 5, không biết thì nó có giải quyết được chưa luật sư? Tháng mấy của năm 2005 chị? Tháng 5 của 2007. Tháng 5 năm 2007. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cúp điện thoại đi để Tuấn sẽ cố gắng, Tuấn có thời gian để Tuấn trả lời cho chị. Ok chị. Trong cái thời điểm này, cho dù chúng ta có cái đại dịch COVID-19, thì mình có thể nói một câu là cái luật di trú nó không có thay đổi. Nó không có thay đổi. Mình nghĩ rằng thì cái luật nó có thể rộng rãi hơn khi mà trong một cái đại dịch như thế này. Nhưng mà thật sự mà nói, trong cái thời điểm này mình không thấy cái gì thay đổi liên quan về cái mặt luật di trú, đặc biệt tại vì mình trong cái tình trạng COVID-19. Cho nên nếu mà mẹ của chị có cái cuốn sổ Reentry Permit sẽ hết hạn tháng 9 của năm 2020 và vẫn còn ở Việt Nam, thì cái khuyến khích của Tuấn cho chị là cố gắng hết mình tìm cách để cho bà ta qua lại bên này trước khi hết hạn. Tại vì khi mà ở quá hạn như vậy thì coi chừng bà ta mất cái thường trú nhân luôn. Và mất cái thường trú nhân như vậy thì bà ta phải xin, một là cái SB1 là cái thị thực cho trở lại định cư với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Nhưng mà xin cái đó nó không phải là chuyện dễ đâu. Mình phải trình bày cái chuyện gì nằm ngoài cái tầm tay của mình mà nó xảy ra mà không cho phép mình đi. Mà đừng có quên rằng là bà ta đã ở Việt Nam gần tới 2 năm trời rồi, mà cái COVID-19 thì nó mới bắt đầu năm nay thôi. Cho nên nếu mà xin cái SB1 thì đa số sẽ bị thất bại. Cho nên bằng mọi cách, bằng mọi giá, cố gắng sắp xếp cho bà ta qua lại trước khi hết hạn. Nào, vé máy bay nó có, chứ không phải là nó không có. Tuấn vẫn thấy thân chủ của Tuấn gia vô nước Mỹ và gia vô về Việt Nam. Nhưng mà cái vé máy bay nó có thì cái đường người ta đi có thể nó nhiều chạm hơn.
và cái sự tốn kém nó cao hơn. Nhưng mà nếu mà muốn bảo vệ cái thường trú nhân của bà ta thì cố gắng vào nước Hoa Kỳ trước khi cái cuốn sổ Reentry Permit nó hết hạn. Và cái câu hỏi thứ nhì chị hỏi về là cái ngày ưu tiên của hồ sơ F4 là của gia đình của chị, là hồ sơ anh chị em là tháng 5 của năm 2007. Thì cái hồ sơ này nó chưa có đáo hạn cho phỏng vấn ha, nhưng mà nó đã tới cái thứ tự để cho bắt đầu chuẩn bị cho phỏng vấn. Cho nên nếu mà chị chưa nhận được những cái yêu cầu của trung tâm visa đóng tiền làm giấy tờ bảo trợ tài chính đơn xin visa, thì chị cần liên lạc với những cái văn phòng để giúp cho chị, để cho cái trung tâm visa bắt đầu làm thủ tục. Còn phỏng vấn thì nó còn khoảng hơn một năm nữa. Cảm ơn chị Thân ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là chị Tú cũng tại thành phố Houston luôn. Xin mời chị Tú lên tiếng đi ạ. Mời chị Tú lên tiếng ạ. Dạ vâng, mời chị. Dạ, em có câu hỏi như sau ạ. Em hiện nay đang ở đây bằng cái visa du lịch. Tức là hồi tháng 3 em qua đây em mua nhà, tại tới tháng 3 họ quyết định là em phải đến ký hồ sơ để nhận nhà. Và em định đi về Việt Nam luôn, nhưng mà Việt Nam đóng cửa và em không thể về Việt Nam được. Nhưng em lại có một cái hồ sơ chồng em bảo lãnh định cư. Cái ngày ưu tiên của em là tháng 6 năm 2019. Và hiện nay thì cái hồ sơ đó em đang update là em sẽ phỏng vấn tại Việt Nam. Nhưng ngay tại thời điểm này, từ hồi tháng 3 tới giờ em ở đây ở Mỹ, và cái hạn hạn visa mà em được phép ở lại Mỹ nó cũng đã hết hạn. Thì em đang suy nghĩ là em có nên đảo lại hồ sơ và em xin phép được phỏng vấn tại Mỹ theo cái hồ sơ định cư của em hay không ạ? Chị Tú cho Tuấn cắt ngang chị. Chị nói cái hồ sơ bảo lãnh cho chị là chồng của chị phải không ạ? Dạ, chồng em quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho em. Chồng có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho chị ạ. Ok chị. Chị qua đây du lịch từ ngày mấy tây của tháng 3 ạ? Em nhập cảnh là ngày 9 tháng 3 ạ. Dạ vâng. Cho nên khoảng giữa tháng này là hết hạn. Đúng rồi, dạ, 6 tháng giữa tháng này là hết hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều, và chị có thể cúp điện thoại để cho Tuấn trả lời cho chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Tú. Hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là chị đi qua đi du lịch mà đồng thời chị có chồng chị cũng nộp hồ sơ bảo lãnh cho chị luôn. Ok. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái chi tiết như vậy thì cái lo lắng và cái lo sợ đầu tiên là chị có làm gì trái với cái mặt luật di trú khi chị nộp đơn xin đi du lịch hay không. Cái lý do Tuấn nói như vậy là cái điều luật riêng cho những người ta xin đi du lịch thì người ta có cái trách nhiệm trình bày cho cái lãnh sự quán hoặc cái đại sứ quán Hoa Kỳ là người ta chỉ có cái ý định đó thôi, là ý định du lịch và sẽ trở về Việt Nam. Đó. Cho nên khi mà người ta xin cái visa đi du lịch, người ta phải trình bày cái sự ràng buộc của người ta ở Việt Nam giống như gia đình hoặc là tài sản. Nhưng mà nếu mà gia đình của chị là người chồng ở đây có quốc tịch Mỹ thì nhiều khi cái lãnh sự quán chưa chắc nó cho đi. Đó. Nó có những cái tình trạng nó cho đi chứ không phải là không có, nhưng mà đa số thì nó lại không đi. Cho nên cái lo lắng và cái quan tâm đầu tiên là cái kê khai của cái hồ sơ du lịch nó có đúng hay không. Đó. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là bây giờ chị phải lựa chọn là có nên tiếp tục cái hồ sơ này bên Việt Nam hay không, hay là trong cái tình trạng này nếu mà phải không có được về hoặc là khó khăn được về thì có nên xin cái thẻ xanh ở đây không. Thì cái câu trả lời này thì chị phải ngồi xuống với luật sư của chị. Rồi cái câu trả lời này nó lại căn cứ vào cái hồ sơ du lịch chị kê khai như thế nào nữa. Đó, hai cái chi tiết nó lại liên quan tới nhau. Nhưng mà trong cái tình trạng này là chị sắp sửa lại hết hạn nữa rồi. Đó, cho nên nếu mà trong cái hoàn cảnh này thì cần làm cái gì? Thì giống như Tuấn nói đầu chương trình là một cái chương trình này Tuấn có thể cập nhật, cung cấp cái chi tiết thôi. Nhưng mà cái cuối cùng là chị phải ngồi xuống với luật sư của chị
tham khảo cái tình trạng, coi lại cái hồ sơ kê khai đi du lịch như thế nào, rồi từ đó xem cái cách nào tốt hơn là ở đây xin thẻ xanh hay là trở về Việt Nam phỏng vấn. À, cảm ơn chị Tú rất là nhiều, và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là chị Vân ở Dallas. Sau chị Vân thì cho Tuấn gửi cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2020 phần B. Bây giờ mời chị Vân ở Dallas lên tiếng đi chị Vân. Alo, Dạ vâng, alo, mời chị Vân ạ. Mời chị Vân ở Dallas lên tiếng đi chị. dạ, chào ạ, luật sư ạ. Dạ vâng. Dạ, luật sư cho tôi xin hỏi hai câu hỏi nha, luật sư. Dạ vâng. Dạ, câu hỏi thứ nhất đó, dạ, câu hỏi thứ nhất là chồng tôi du lịch qua Mỹ thì được con tự làm hồ sơ bảo lãnh ở lại định cư. Thì trong cái mẫu I-485 có một hỏi đã từng tham gia vào tổ chức đoàn thể đảng đoàn nào không, thì con tôi đánh dấu không, nhưng chồng tôi lại là đảng viên bình thường trong thời gian còn làm việc, nay thì đã nghỉ hưu và đã ra khỏi đảng. Nếu như vậy đúng hay sai, nếu sai thì cần làm những gì để không ảnh hưởng đến hồ sơ định cư? Và câu số 2 là có phải vì điền đơn thiếu sót như vậy nên hồ sơ chậm nộp, nên hồ sơ nộp bị chậm, mặc dù tôi đã nộp từ tháng 4 năm 2018 đến nay vẫn chưa được phỏng vấn, mặc dù con tôi đã nhiều lần gọi lên USICS nhưng đều được trả lời là đang giải quyết thôi. Dạ, xin cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô Vân ở Dallas rất là nhiều. Ok. Cô Vân, khi mà Tuấn thấy mấy cái câu hỏi này nó rất là khó khăn để cho mình trả lời, especially trả lời trên trực tiếp trên TV hoặc là trên radio. Cái luật di trú nó vẫn là như thế này cô, là cái luật nó vẫn cấm những người nào trong Đảng Cộng sản đó vào nước Hoa Kỳ đó. Mình có thể cái nói là cái luật này xưa quá rồi nhưng mà nó vẫn là cái mặt luật trên mặt luật di trú đó. Nhưng mà nó có những cái exception, những cái ngoại lệ đó, thì mình không biết là ba của cháu nó có rơi vào cái tình trạng đó hay không. Nào cô hỏi cái chi tiết của cái ô mà liên quan tới những cái membership, những cái hội đoàn nào đó, nhưng mà trong cái mẫu đơn I-485 nó có cái câu hỏi trực tiếp liên quan về Đảng Cộng sản nữa đó. Cho nên mấy cái đó thì Tuấn có thể nói là ông ta và cháu nó phải ngồi xuống và tham khảo trực tiếp với luật sư để coi ông ta có rơi vào cái ngoại lệ hay không là đầu tiên. Cái thứ nhì là nếu mà liên lạc với sở di trú rồi, sở di trú nói từ từ người ta giải quyết. Mà nếu mà đây là Dallas thì Tuấn không có ngạc nhiên nha, Tuấn không có ngạc nhiên. Lý do tại sao? Tại vì hồ sơ nguyên cả từ gần cuối tháng 3 cho tới tháng 7 người ta không có phỏng vấn. Đó. Cho nên hồ sơ này tháng 4 của năm 2018 thì Tuấn không có thấy là nghĩa là chậm trễ lắm. Tuấn nghĩ nó vẫn trong cái processing time. Đó. Còn cháu nó có làm đúng hay không hoặc là có thiếu sót gì không mà nó có chậm hồ sơ thì mấy cái đó khi cháu nó ngồi xuống và người ta coi lại cái hồ sơ thì người ta có thể nói rõ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ cái câu trả lời đó thường thường nó không có cản trở cái sự chậm giải quyết hồ sơ đâu. Nhưng mà ngược lại nếu mà giải quyết trả lời không đúng thì nó có thể cản trở hoặc là nó nghi ngờ mình nói không có thành thật với người ta. Cho nên mấy cái chi tiết này rất tiếc là Tuấn không có trả lời dứt khoát trên này được, mà cháu nó phải nói chuyện trực tiếp với luật sư của cháu đó. Cảm ơn cô rất là nhiều, và bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2020. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 9 năm 2020. Bạn B, Day Sofaling, làm xét nghiệm hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 7 năm 2015. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày
1 tháng 8 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho xếp hồ sơ trước ngày 1 tháng 5 năm 2016. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 6 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 9 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 9 năm 2020. Quý vị, đây là chương trình 424 và ngày hôm nay là ngày 31 tây của tháng 8 của năm 2020. Tuần tới là Labor Day, là chúng ta không có cái chương trình trực tiếp nha. Thì nó là sẽ là cái chương trình chiếu lại của chương trình tuần này. Và ngày hôm nay là ngày 31 tây tháng 8. Thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 31 tây của tháng 8 của năm 2020. Và đây là chương trình 424. Chúng ta tiếp tục từng giây số điện thoại, số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời cô Yến ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Xin mời cô Yến lên tiếng đi ạ. Em chào luật sư ạ. Chào cô. Em có hai câu hỏi hỏi luật sư là em có một thằng con trai, nó đi phỏng vấn, nó được một cái giấy phỏng vấn là thẻ xanh, bị tòa đại sứ từ chối. Em không biết là cái thẻ xanh nó có giới hạn hay không, nhưng khi mà em nhiều người nói rằng chỉ có một năm thôi. Lúc đó em mới vội vã, em chạy qua tới văn phòng luật sư, em nhờ họ làm, thì trong vòng có 7 ngày, thì chiều ngày mai là ngày hết hạn. Như vậy thì em hỏi luật sư là cái khi mà họ đã làm cho em vậy thì nó có kết quả hay không ạ? Và thứ hai nữa thì em muốn hỏi luật sư rằng là cái diện mà vợ chồng của đứa con gái em á, nó bảo lãnh cho chồng á thì 2019 thì khoảng được bao lâu được phỏng vấn ạ? Dạ vâng, cô Yến đừng có cúp điện thoại nha cô Yến. Đây, con gái của cô bảo lãnh cho chồng của cháu ở Việt Nam. Con gái cô có quốc tịch chưa? Dạ chưa ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô ha. Cái thứ nhì nữa là trở lại cái câu hỏi đầu tiên, cô hỏi là con trai của cô phỏng vấn bị bổ túc, ai bảo lãnh cho cháu nữa? Dạ em bảo lãnh ạ. Theo diện gì? Mẹ bảo lãnh cho con. Độc thân trên 21 tuổi, cô có thẻ xanh phải không? F2B phải không ạ? Dạ đúng rồi, mẹ bảo lãnh cho con. Dạ vâng. Em có quốc tịch rồi. Dạ. Nhưng mà yêu cầu bổ túc thì cô làm, cô cháu nó bổ túc trước khi một năm phải không? Cho dù nó là một ngày phải không ạ? Dạ. Thì dạ vâng. Cô Yến, tôi xin lỗi tôi cắt ngang cô. Ok, cháu nó nộp cái giấy bổ túc cách đây bao lâu cô? Dạ, ngày 6 tháng 3 năm 2019. Ok, cho tôi hỏi người cái lãnh sự quán yêu cầu bổ túc liên quan về vấn đề gì? Là cháu nó bị tư pháp số 2 nó không được tốt, mặc dù nó đã được xóa án 10 năm rồi, nó được xóa án tích 10 năm rồi. Dạ vâng, cháu nó phạm tội gì cô? Nói cho nó dễ hiểu, cháu nó phạm tội gì? Nó bị nghiện thôi mà bây giờ nó đã hết rồi luật sư. Cho nên cháu nó có án tích liên quan về ma túy phải không ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn cô. Cô cúp điện thoại đi cô. Dạ. Đây là một cái thí dụ mà tại sao khi mà mình ngồi xuống mình nói chuyện thì cái câu chuyện nó không có đơn giản như vậy. Mà đây cũng là cái lý do tại sao mình rất là cẩn thận. Mình có nói với quý vị là luôn luôn tham khảo trực tiếp với luật sư quý vị. Ok. Cô Yến, nếu mà cháu nó có cái án tích liên quan về ma túy mà cháu nó từ Việt Nam muốn định cư qua bên này thì mình có thể nói là cả đời cháu nó không được định cư.
cả đời cháu nó không được định cư. Nào, hai cái vấn đề liên quan tới cái câu hỏi của con trai của cô là cái án tích, đây có phải là cái án tích hay không, và cái vấn đề tội ma túy. Ok, phần đầu tiên á, cái án tích trên cái mặt luật di trú nó khác với cái án tích trên cái mặt luật của luật hình sự của quốc gia Việt Nam. Đó. Quốc gia Việt Nam khi người ta xử tội, rồi sau khi người ta xử tội xong, người ta có thể đi qua cái thủ tục để xóa án tích, để cho cái người dân ở Việt Nam có cái cơ hội làm lại cuộc đời. Đó. Nhưng mà cái đó là cái án tích theo cái luật Việt Nam. Cho dù xóa cái án tích trên Việt Nam, nó vẫn là cái án tích trên mặt luật di trú. Lý do tại sao? Tại vì cái án tích dưới mặt luật di trú nó chỉ có hai cái điều kiện thôi. Xử có tội hoặc là thú nhận tội và hạn chế tự do. Hạn chế tự do có thể là tù hoặc tù treo hoặc là những cái lớp nghiện. Những cái lớp để cải chính cái nghiện. Đó. Cho nên nếu mà cháu nó có cái án tích rồi chính quyền Việt Nam xóa cái án tích thì nó vẫn là cái án tích trên mặt luật di trú. Đầu tiên. Cái thứ nhì, mà nếu mà cái án tích nó liên quan về vấn đề xì ke ma túy thì nó không có cái ơn xá để xóa cái án tích đó để được vào nước Hoa Kỳ. Cho nên trong cái tình trạng này cháu nó bị cấm cả đời không được vào nước Hoa Kỳ. Nếu mà cái án tích của cháu liên quan về vấn đề ma túy, giả sử người ta đi ăn cắp ăn trộm đi, thì người ta có thể xin cái ơn xá được. Nhưng mà cái mặt luật di trú nó không có cái ơn xá cho ma túy ngoại khi nó là dưới 28 gram marijuana là cần xa. Đây nó không phải. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, nếu mà con của cô, con gái của cô đang bảo lãnh chồng của cháu nó qua, con gái mới có thể săn thôi, mà cái hồ sơ này mới nộp năm ngoái thôi, thì cái hồ sơ này còn rất là lâu cô, nó phải được sở hữu chứ chấp thuận, chuyển qua trung tâm visa, làm thủ tục với trung tâm visa để chuẩn bị phỏng vấn. Mà đừng có quên là cho dù nó hoàn tất cái thủ tục với trung tâm visa thì ngay bây giờ cái lãnh sự quán không có phỏng vấn được. Lý do tại sao? Tại vì cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào ngày 22 tây tháng 4 và gia hạn ngày 22 tây tháng 6, không giải quyết cho cái tình trạng này và những cái tình trạng khác, giống như là một từ ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 cộng thêm cái tình trạng của con bảo lãnh cho ba mẹ. Cho nên cái hồ sơ của con gái cô bảo lãnh cho chồng nó còn rất là lâu cô. Cảm ơn cô Yến ở Philadelphia rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là anh Đức tại Houston. Xin mời anh Đức lên tiếng đi anh Đức. Anh Đức ở Houston, xin mời anh lên tiếng đi ạ. Dạ vâng. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, mời Đức lên tiếng đi Đức. Dạ, 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 tôi đang chào máy. Dạ vâng, đây là trực tiếp với luật sư Tuấn, là mời Đức trình bày đi ạ. Dạ, dạ. Đức, tắt cái tivi đi, nói chuyện trực tiếp với Tuấn qua điện thoại đi Đức ạ. Dạ, dạ. Ok, Đức trình bày cái câu hỏi dạ. Và cái thắc mắc của Đức đi ạ. Dạ, dạ, vâng, cảm ơn. Xin cảm ơn luật sư Tuấn, tôi có một số câu hỏi là xin hỏi luật sư là tình trạng của tôi là ok. Dạ, xin anh Đức, dạ, anh phải cúp cái cho luật sư. Dạ vâng, anh tắt cái tivi đi và anh nói chuyện bình thường với Tuấn qua điện thoại đi anh Đức. Dạ, dạ xin chào luật sư. Dạ vâng. Tôi đi cái diện định cư vào trong Mỹ vào ngày coi như là di trú, tôi có thẻ xanh rồi tôi vào Mỹ là vào ngày vào tháng 4 năm 2016. Như vậy thì hồi nãy luật sư có nói là mình nếu mà mình nộp đơn xin vào quốc tịch đó, đủ 5 năm á thì tôi có thể là làm đơn xin nhập quốc tịch là trước ngày 1 tháng 10 để mà có cái phí nó giảm hơn là sau ngày đó hay không.
cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, bên văn phòng của luật sư có làm dùm cho cái dịch vụ để nộp đơn này hay không? Dạ vâng. Và cái câu hỏi thứ hai là, tôi có hai người con như vậy, thì nếu mà tôi lãnh một đứa mà nó không có gia đình và một đứa nó có gia đình như vậy, thì tôi phải chờ có quốc tịch hay là tôi nộp tên trong cái tình trạng thẻ xanh? Cái vấn đề thứ ba nữa là tôi muốn bảo lãnh một người bạn từ Việt Nam qua để mà vừa đi du lịch mà vừa thăm viếng nhau á, thì thủ tục nó có phức tạp hay không, và bảo lãnh như vậy nó có dễ hay không, và người ta phải đòi hỏi các cái điều kiện gì? Okay. Xin cảm ơn sư. Anh Đức à, hiện tại bây giờ anh có vợ không? Dạ không. Ok. Anh qua đây tháng 4 năm 2016 theo diện gì? Dạ, định cư theo dạng bảo lãnh của mẹ, bảo lãnh con. Dạ vâng. Cảm ơn Đức rất là nhiều. Cảm ơn cấp điện thoại cho Tuấn đi. Tuấn có thể Tuấn trả lời cho anh Đức. Anh Đức là nếu mình nộp đơn xin quốc tịch mà theo diện 5 năm, tại vì anh không có phải kết hôn với người công dân Hoa Kỳ, thì anh phải chờ 5 năm. 5 năm của anh là tháng 4 của năm 2021 anh. Và luật cho phép anh nộp trước 90 ngày của cái 5 năm là khoảng tháng 1 của năm 2021 thôi. Cho nên, thưa anh, sớm nhất anh có quyền nộp hồ sơ quốc tịch là tháng 1 của năm 2021, thì lúc đó cái lệ phí của quốc tịch đã lên rồi, thì anh phải trả cái lệ phí 1.200. Thẻ xanh chỉ có quyền bảo lãnh cho con độc thân thôi. Cho nên anh có hai đứa con, một cháu còn độc thân, nghĩa là hiện tại bây giờ không có giấy hôn thú, và một cháu đang có cái giấy hôn thú. Thì anh chỉ có quyền bảo lãnh cho cái cháu mà không có giấy hôn thú thôi. Thì cái đó là cái hồ sơ F2B. Thì cái đó nó mất khoảng 7-8 năm với điều kiện là cháu nó không đi đăng ký kết hôn. Khi anh có quốc tịch rồi thì anh có thể bảo lãnh cho đứa con đã lập gia đình, thì cái đó là hồ sơ ưu tiên 3, thì nó khoảng trên mười mấy năm. Còn cái câu hỏi của anh liên quan về cái hồ sơ du lịch, thì tôi chỉ có thể nói tóm tắt là như thế này thôi. Cái người bạn của anh ở Việt Nam muốn xin du lịch, thì người bạn đó phải trình bày cho cái lãnh sự quán để cho cái lãnh sự quán tin rằng người ta sẽ trở về Việt Nam. Cho nên trình bày như thế nào để cho cái lãnh sự quán tin được người ta sẽ trở về Việt Nam, thì cái lãnh sự quán nó chú ý về hai cái vấn đề: tài sản, công ăn việc làm và cái vấn đề gia đình còn lại ở Việt Nam. Cho nên tất cả những cái thủ tục đó thì những cái văn phòng ở Việt Nam có thể giúp cho bạn của anh để đi xin du lịch từ Việt Nam. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là chú Cương ở Dallas. Rồi sau chú Cương thì cho Tuấn gửi cái visa bulletin của tháng 9. Xin mời chú Cương lên tiếng đi, chú Cương. Dạ, tôi nghe đây. Dạ vâng, chào chú. Welcome cho cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Mời chú trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của chú đi ạ. Mời chú nói chuyện qua điện thoại nha chú, chứ không phải là qua TV đâu chú ạ. Dạ, thì tôi đang cầm điện thoại, tôi nghe đây. Dạ vâng. Mời chú trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của chú đi ạ. À, tôi là trường hợp là tôi đi có vợ ở Việt Nam mà tôi về vợ tôi phỏng vấn á. Thì trên cái đàn phỏng vấn bây giờ nó không phải là nó phỏng vấn bển thì không có sao hết. Nhưng mà nó bây giờ nó kêu phỏng vấn bằng phone á. Một người ở bên đây, một người ở bển. Nhưng mà nó hỏi nhiều cái về vấn đề mà tâm lý sự sống của chị chồng á. Vợ bả nhiều khi nó không có gái, mà nhiều khi nó cũng không dám nói những cái gì vậy trong phòng the à. Thì nó trả lời không trùng khớp với bên đây của tôi trả lời. Thành thử nó nói là hai người trả lời không trùng khớp, nó bác cái hồ sơ này. Dạ vâng. Thì bây giờ hỏi trường hợp bây giờ nếu khiếu nại sao sư nói cho biết. Dạ vâng, đây chú làm hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng phải không ạ? Dạ, bảo lãnh như vợ chồng. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú cúp điện thoại đi để tôi có thời gian tôi trả lời cho chú. Ok, chú, cho dù chú trình bày như vậy thì tôi vẫn hiểu cái câu hỏi của chú, rồi tôi sẽ cố gắng trả lời cho chú. Chú Cương và tất cả quý vị đừng có nghĩ rằng là nếu mà phỏng vấn Việt Nam mình đi về trong đó người ta sẽ phỏng vấn mình, hoàn toàn không có. Cái đó là một. Cái thứ hai
đừng có nghĩ rằng là mình đi về Việt Nam, mình đi vào với cái lãnh sự quán mình để mình tham cùng với vợ của mình để cho vợ mình phỏng vấn, nó giúp cho hồ sơ. Hoàn toàn nó không có. Hoàn toàn nó không có. Cho nên cái lãnh sự quán ở Sài Gòn á, nó có cái lãnh sự quán, nó có một cái trách nhiệm, và cái trách nhiệm này nó rất là quan trọng thôi, và nó giống như tất cả cái lãnh sự quán và đại sứ quán hoặc là những cái văn phòng của Bộ Ngoại giao, là cái trách nhiệm phải giải quyết cái hồ sơ theo cái mặt luật của di trú. Thì cái mặt luật di trú phải đòi hỏi cái mối quan hệ nó phải là sự thật. Đó. Cho nên cái jurisdiction là cái quyền mà phỏng vấn á, thì thường thường nó nằm với sở di trú cho cái người công dân Hoa Kỳ. Cho nên ít khi nào mà cái lãnh sự quán muốn đi vào chi tiết với cái người công dân Hoa Kỳ lắm. Cho nên đó là cái lý do tại sao tôi nói là nếu mà cho dù mình đi về Việt Nam, đi vào phỏng vấn, đa số nó không có giúp. Đa số nó không giúp. Mà lạng quạng trả lời không đúng nữa, nó còn hại rất là khiếp nữa. Đó. Cho nên đừng có cái hiểu lầm đó. Cái thứ nhì, căn cứ vào cái trình bày của chú, là vợ của chú phỏng vấn, cho dù chú có mặt, lãnh sự quán yêu cầu bổ túc, có thể bổ túc rồi. Rồi bây giờ lãnh sự quán kêu về chờ. Rồi trong cái thời gian này thì cái lãnh sự quán đưa cái hồ sơ qua cái văn phòng mà hoặc là qua cái đội, cái team gọi là Fraud Prevention Unit FPU. Thì cái đội này có cái trách nhiệm để make sure giải quyết cái hồ sơ này theo cái mặt luật di trú, là cái mối quan hệ phải là sự thật. Cho nên người ta làm gì? Người ta gọi điện thoại cho vợ của chú. Và cùng một lúc hoặc là trước đó hoặc là sau đó gọi cho chú luôn. Rồi người ta hỏi những cái câu hỏi cho vợ của chú, cũng là một số câu hỏi mà người ta cũng hỏi chú luôn để xem cái câu trả lời nó có khớp hay không. Mà nếu mà trả lời không khớp thì làm sao nó tin được cái mối quan hệ là thật, cho dù những cái câu hỏi nó rất là tế nhị về cái vấn đề ăn ngủ lần đầu hoặc là sử dụng cái gì để bảo vệ hay không. Đó. Nhưng mà đó là những cái câu hỏi để giúp cho cái nhân viên tìm hiểu xem đây cái mối quan hệ nó có phải là sự thật hay không. Mà nếu mà trả lời những cái chi tiết đó không đúng được thì người ta sẽ đánh dớt cái hồ sơ. Thì đánh dớt như vậy đó, thì bây giờ cái lãnh sự quán nói là căn cứ vào cái báo cáo của cái đội FPU, thì bây giờ tôi phải từ chối cái này, tôi trả lại cái hồ sơ cho sở di trú. Rồi chú phải làm việc với sở di trú để thiếu nại cái hồ sơ này khi cái hồ sơ nó về bên Mỹ. Đó. Cho nên cái hồ sơ này nó còn dài dòng lắm chú, chứ nó không có nhanh đâu. Nhưng mà chú sẽ có cái cơ hội để trình bày cho cái cơ quan của sở di trú bên này. Đó. Thì thường thường nó có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm. Tùy theo cái báo cáo của cái đội và cái lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cảm ơn chú Cương rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2020. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 9 năm 2020. Bảng A, Final Action Date, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2014. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn cho những hồ sơ nộp trước ngày 1 tháng 9 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 7 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 6 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 9 năm 2020. Tuấn tiếp tục đường dây số điện thoại cho Tuấn, xin mời đường dây kế tiếp, đó là cô Nhung ở Houston, Texas. Xin mời cô Nhung lên tiếng đi ạ. Xin mời cô Nhung ở thành phố Houston, xin mời cô lên tiếng đi ạ.
Cô Nhung nói chuyện qua điện thoại đi, tắt cái tivi đi cô. Mời cô trình bày đi. Dạ vâng, chào cô. Dạ luật sư cho tôi hỏi một việc. Cái thẻ xanh của tôi là gia đình tôi là vợ chồng và con. Thì thằng con thì đã có thẻ xanh cách đây một tháng, nhưng mà hai vợ chồng thì lại chưa có. Từ cho biết tại sao. Hai vợ chồng qua đây cùng một lúc hết phải không ạ? Dạ. Và dạ, qua đây hồi nào ạ? Và qua đây hồi nào cô? Dạ 27 tháng 1 năm 2020. Và đóng tiền 220 hồi nào vậy cô? Dạ đóng từ lúc mà em ở bên Việt Nam em cộng tính xong, đậu xong là em đóng tiền thẻ dạ, thanh vâng. liền. Và tháng 12. Dạ vâng, cho tôi hỏi có thay đổi địa chỉ không? Dạ không. Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều và cô cúp điện thoại cho Tuấn đi. Ok. Cảm ơn cô. Nhiều khi mình thấy mấy cái câu hỏi này đó thì nó rất là frustrating, nó rất là bực. Tại vì nó xảy ra thường xuyên lắm, chứ không phải là lâu lâu nó xảy, mà nó xảy ra rất là thường xuyên. Mà khi nó xảy ra, nó khó để cho mình biết cái khúc nào để mình chỉnh được. Ok. Nhiều khi mà những cái cơ quan mà quý vị làm việc ở trong nước Hoa Kỳ mà nó rất là bực bội, thì Tuấn nghĩ cái bưu điện và cái văn phòng sở di trú đó là hai cái cơ quan nó đưa ra nhiều cái rất là bực bội để khi người ta giải quyết cho cái hồ sơ của mình. Và mình có thể nói thẳng luôn cái customer service là cái dịch vụ cho khách hàng nó không có xuất sắc. Đó. Mình nói như vậy cho dù sở di trú đã phát triển rất là nhiều rồi. Đó. Nhưng mà cái chuyện mà cô trình bày nó xảy ra thường xuyên chứ không phải là ít. Ok. Hồi trước á, thì cái thẻ xanh nó không có cái tiền 220 hoặc là 165. Cho nên cái thẻ xanh người ta làm rất là nhanh. Thì khoảng 3 tuần cho tới 6 tháng là cao nó gửi về thôi. Thời điểm này đó thì hiện tại đó người ta nói từ 90 ngày cho tới 120 ngày. Well, gia đình cô đã ở đây gần 8 tháng rồi hoặc là 7 tháng rồi mà chỉ có một cháu nhận được thẻ xanh thôi. Thì trong cái hoàn cảnh này đó, nếu mà cô không thay đổi địa chỉ đó thì cô phải bắt đầu từ cái sở di trú để xem sở di trú nó có gửi cái thẻ xanh hay không. Mà nếu mà sở di trú có gửi cái thẻ xanh thì cô phải xin cái sở di trú cho cô cái confirmation number là cái số xác định mà người ta gửi qua bưu điện. Rồi sau đó cô phải check với bưu điện để xem nó có deliver cái đó hay không. Nghĩa là nó có gửi cái đó về hay không. Đó. Cho nên cái bước đầu tiên là vào cái trang nhà của sở di trú. Vào cái trang nhà của sở di trú. Đó là uscis.gov. Rồi lấy cái receipt mình đóng 220 vào tháng 12 ra. Check để xem là sở di trú có làm gì chưa. Rồi nếu mà mình chưa có thấy chi tiết gì hết á, thì cái bước kế tiếp là gọi cho sở di trú 1-800-375-5283. Nào, dĩ nhiên cô và chồng cô nói tiếng Anh không được, cho nên phải nhờ người nào đó giúp cho cô. Mà cái giờ tốt nhất để gọi cho cái sở di trú là khoảng 8 giờ sáng, ok, hoặc là sớm hơn một tí, tại vì người ta làm việc ở bên Eastern Time Zone, là ở bên miền Bắc, ở bên miền Đông, cho nên có thể là 7 giờ sáng. Gọi cho người ta để hỏi cái chi tiết là có gì hay không, để xem nó tới đâu. Và nếu người ta kêu đã gửi đi rồi, thì xin người ta cho mình cái confirmation number, để cho mình check trên cái website của bưu điện. Đó. Và nếu mà bưu điện bị trục trặc hoặc là thất lạc, thì coi chừng. Mình phải điền cái mẫu đơn I-90, đóng cái lệ phí 540 mỗi người để cho cái thẻ xanh mới nó gửi về. Cảm ơn cô Nhung ở Houston rất là nhiều rồi. Thưa quý vị, Tuấn chỉ còn khoảng 1 phút lại thôi.
thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là chúng ta đang có cái quyết định hành pháp cho những người nào xin visa từ Việt Nam. Thì cái quyết định hành pháp này của Tổng thống Donald Trump đưa ra không cấp thị thực cho từ ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 2A, 2B, ưu tiên 3, ưu tiên 4 và cộng thêm hồ sơ con bảo lãnh cho ba mẹ nữa. Thì cái quyết định hành pháp này căn cứ vào COVID-19 không được cấp visa và không được cấp visa từ đây cho tới cuối năm luôn. Nhưng mà chúng ta đang có một cái kiện để chống lại cái quyết định hành pháp này nữa. Thì cái kiện tùng này thì người ta đang yêu cầu cái tòa liên bang ở Portland, Oregon đưa ra cái quyết định tạm thời để không cho cái quyết định hành pháp tiếp tục thi hành nữa. Đó. Thì tốt nghĩ từ đây cho tới khoảng cao nhất 30 ngày thì chúng ta sẽ có cái tin tức này mà thôi. Khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình ngày hôm nay. Và nhớ là tuần sau là chương trình chiếu lại của cái chương trình tuần này. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc cho quý vị bình an. Xin tạm hẹn quý vị sau. Cảm ơn.